thì đây là một cái ngân hàng có tăng trưởng lợi nhuận khá cao và bền vững. Thì đây có thể nói là một trong những hiện tượng của cái giới ngân hàng Việt Nam trong những năm qua. Những năm qua ấn tượng nhất nó không phải là Big Four, ấn tượng nhất không phải Techcombank, ấn tượng nhất không phải MB hay VP Bank, mà ấn tượng nhất trong cái hệ thống ngân hàng đó chính là ngân hàng VIB, với một cái sự tăng trưởng bứt phá mạnh mẽ từ một ngân hàng gọi là rất nhỏ và rất xấu, trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam về cái hiệu quả sinh lời trên đồng vốn chủ sở hữu trong nhiều năm qua. Thì về thu nhập lãi thuần thì đạt 7.215 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng 25,7%. Về hoạt động dịch vụ thì tăng trưởng có 13,1% khi đạt 1.553 tỷ. Nguyên nhân vì sao mà tăng trưởng lãi thuần là 25,7% đó là do cái tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ thì của VIB cũng tăng trưởng trên 20%. Ngoài ra cái NIM của VIB vẫn tăng được nhờ vào việc lãi suất cho vay ra cao hơn so tăng cao hơn so với lãi suất huy động vào, khiến cho tăng trưởng thu nhập lãi thuần là 25,7%, là một mức cao trong cái hệ thống ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2022 này. Về lãi từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng thì khá thấp. Nguyên nhân đến từ cái lãi từ hoạt động dịch vụ của VIB ấy, từ trước đến nay thì dựa rất nhiều vào đó là hoạt động bán bảo hiểm. Trong khi hoạt động bán bảo hiểm bây giờ thì có cái sự cạnh tranh phải nói là vô cùng khốc liệt giữa các ngân hàng. Gần như ngân hàng nào cũng nhảy vào cái miếng bánh béo bở này. Bởi vì bán bảo hiểm qua ngân hàng này thực sự mang lại cái lợi nhuận rất cao. Rất cao, và các ngân hàng đua nhau thực hiện cái hoạt động này rất mạnh mẽ. Chính vì thế có sự cạnh tranh với nhau rất gay gắt ở trong cái hoạt động này, khiến cho lãi từ hoạt động dịch vụ tăng rất thấp. Và chúng tôi cũng cho rằng lãi từ hoạt động dịch vụ của VIB trong cái thời gian tới thì cũng khó có thể tăng cao được. Nó sẽ tăng trưởng ở mức thấp hơn so với tăng trưởng chung, có thể kéo cái tăng trưởng lợi nhuận chung của ngân hàng này giảm một chút so với nó là một gánh nặng một chút khi tăng trưởng thấp. Đó, bởi vì sao? Bởi vì thực sự chưa có những cái hoạt động dịch vụ mới có thể thay thế hoặc là thúc đẩy cái việc tăng trưởng này cao được, mà chủ yếu vẫn dựa vào các cái hoạt động truyền thống và hoạt động bảo hiểm. Mà trong khi hoạt động bảo hiểm thì cạnh tranh không liệt. Đó. Rồi tiếp theo là về hoạt động ngoại hối thì nó không đáng kể. Hoạt động chứng khoán kinh doanh hay chứng khoán đầu tư thì cũng không đáng kể. Hoạt động khác thì cũng không đáng kể. Đó. Còn chi phí hoạt động của ngân hàng thì trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng so với cùng kỳ có 9,4%, tức là thấp hơn nhiều so với việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Thì nguyên nhân đến từ cái năng suất trên mỗi nhân viên của ngân hàng này tăng cao hơn trước rất nhiều. Về nhân sự trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ tăng trưởng khoảng 9,8-9,9% so với 6 tháng đầu năm 2021, đúng không ạ? Nhưng mà tăng trưởng tín dụng thì nó hơn 20%. Đó, năng suất tăng cao hơn, chi phí thì được tiết giảm tốt hơn. Từ đó khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng VIB này vẫn tăng trưởng 25,7%, là một mức tăng trưởng khá cao. Còn chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thì cũng khá hài hòa, tăng 17,4%, khiến cho lợi nhuận trước thuế của ngân hàng thì tăng trưởng 27%, đạt 5.023 tỷ đồng. Và lợi nhuận sau thuế của ngân hàng mẹ thì đạt 4.018 tỷ đồng, đạt khoảng 48% kế hoạch năm và tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Thì với cái mức tăng trưởng lợi nhuận này thì nó không thể cao bằng những năm trước của VIB. Tuy nhiên nó vẫn nằm top những cái ngân hàng có cái sự tăng trưởng lợi nhuận cao trong cái hệ thống ngân hàng ở Việt Nam của chúng ta. Thì đánh giá tổng quan chung về cái kết quả kinh doanh đó là tăng trưởng cao và khá bền vững, thì nó đến từ cái việc hoạt động cốt lõi đó là thu nhập lãi thuần. Bên cạnh đó thì chi phí được tiết giảm tốt nhờ việc ứng dụng công nghệ cũng như nâng cao năng suất của nhân viên VIB lên rất cao. Tiếp theo, đánh giá về các cái chỉ số khác nữa thì chúng tôi cũng kết luận rằng cái ngân hàng này đầu tiên là có cái rủi ro cao hơn trung bình, nhưng lợi nhuận kỳ vọng thì cũng cao hơn trung bình nếu tham gia đầu tư vào cái ngân hàng này. Với NIM thì chúng ta có thể thấy NIM của ngân hàng này vẫn tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2022, từ mức 4,4% 2021 lên 4,55% năm 2022. Tuy không tăng quá nhiều nhưng mà nó cũng cho thấy cái sự tăng trưởng tốt. Và như đã nói, như đã trao đổi với quý vị, sẽ trong đầu năm nay thì cũng rất ít ngân hàng có thể tăng trưởng NIM do cái chi phí đầu vào vẫn tăng. Và chi phí đầu ra thì nó khó có thể tăng quá cao. Nhưng ở VIB thì nó lại tăng trưởng được cái chi phí cho vay ra cao hơn so với việc chi phí huy động đầu vào. Đó, về cái chất lượng
tài sản thì chúng tôi cho rằng của VIB là tương đối ở mức thấp. Đây là điểm yếu nhất của cái ngân hàng này, đó là chất lượng tài sản ở mức tương đối thấp. Khi mà cái tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này trong 3 năm qua lại tăng, 2020 thì có 1,46%, 2021 1,75%, 2022 6 tháng thì lên 1,78%, tức là mức cao hơn so với trung bình một chút và là một mức rất cao đối với các cái ngân hàng top đầu. Và cái tỷ lệ dự phòng nợ xấu thì cũng lại ở mức thấp, chỉ quanh 50% mà thôi. Nguyên nhân vì sao lại thấp này? Bởi vì VIB cho vay chủ yếu là khách hàng cá nhân, với 93% tập khách hàng là cá nhân, là bán lẻ, tức là SME đấy và cá nhân. Thì với cái việc cho vay như thế thì VIB sẽ có cái tài sản đảm bảo cũng như cái rủi ro của cái tài sản đảm bảo các khoản vay nó rất thấp. Tài sản đảm bảo rất đầy đủ. Chính vì thế cũng đó là một phần mà VIB trích lập dự phòng trên các cái khoản nợ xấu thấp. Bởi vì cái nguyên tắc trích lập dự phòng trên nợ xấu, người ta chỉ trích lập trên cái phần nợ xấu không có tài sản đảm bảo hoặc thiếu tài sản đảm bảo mà thôi. Đó. Thì tuy ở mức thấp này nhưng mà đánh giá chung vẫn gọi là so với cái đặc thù kinh doanh của công ty thì cũng không quá vấn đề. Nhưng mà dù sao thì chúng tôi vẫn đánh giá đây là một cái điểm yếu nhất của cái ngân hàng VIB này. Còn về cái chất lượng nguồn vốn và cái hiệu quả sinh lời thì có thể nói về chất lượng nguồn vốn thì không được đánh giá cao. Bởi vì cái tỷ lệ CASA của ngân hàng này thì đâu đó nó cũng chỉ quanh 11, 12, 13, 14% mà thôi. Thì nó thấp hơn so với mức trung bình khoảng độ 17%. Thấp hơn trung bình. Thì rõ ràng là VIB không có lợi thế về CASA. Không hề có một chút nào lợi thế về CASA. Và cái giá vốn huy động của VIB cũng nằm trong cái phần cao, tức là cao hơn so với trung bình khá nhiều. Khá nhiều. Còn cái ngân hàng này đạt được cái NIM tốt là nhờ họ cho vay ra với lãi suất rất cao. Thì từ đó có cái NIM cao. Chứ còn cái điểm yếu tiếp theo như đã nói, đó là chất lượng nguồn vốn không được đánh giá cao với CASA rất thấp. Tuy nhiên có một cái điểm mà VIB mạnh hơn tất cả các cái ngân hàng khác, vượt trội hoàn toàn so với hệ thống, đó là cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Thì ROAE bình quân, tức là hiệu quả sinh lời bình quân trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng này trong 3 năm qua luôn trên 30%. Nếu tính ROE theo kiểu chuẩn ấy thì của cái ngân hàng này nó lên tới khoảng độ 35%, 35%. Phải nói là một cái sự sinh lời khủng khiếp mà không có ngân hàng nào có được. Bỏ xa các cái đối thủ đứng thứ 2, thứ 3 như là ACB, Vietcombank hay MB Bank thì những ngân hàng kia chưa được 30%, nhưng ngân hàng này lên đến 35-36%. Còn ROAE trung bình thì các ngân hàng kia cao nhất là 25%, thì của ngân hàng này đã đạt 30%. Đó. Và tổng kết lại về cái rủi ro thì là CASA thấp, tức là chất lượng nguồn vốn không được tốt. Rồi tiếp theo là cái chất lượng tài sản cũng ở mức trung bình, với tỷ lệ nợ xấu cao và tăng, dự phòng nợ xấu lại thấp. Đúng không? Và tiếp theo là về cái dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 thì chúng tôi cho rằng ngân hàng này sẽ đạt kế hoạch đề ra là khoảng 10.500 tỷ lợi nhuận trước thuế, tương đương với khoảng độ 8.400 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 31% so với năm 2021. Thì đây là một cái mức được đánh giá là tăng trưởng cao trong cái bối cảnh tín dụng của các ngân hàng này tăng không được tăng như kỳ vọng, và cái giá vốn huy động đầu vào là có cái dấu hiệu tăng lên, cũng như những cái khó khăn từ cái thời điểm Covid năm 2021, cuối năm 2021, đầu năm 2022 tác động vào cái hoạt động kinh doanh của các ngân hàng này. Thì về định giá thì PE forward cho năm, tức là PE cho hết năm 2022 ấy, thì là 6,56 lần. PB hết 2022 là 1,69 lần. Nếu ở mức PE này thì rõ ràng là một mức PE tương đương với PE của những cái ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tốt, trung bình, tương đương với trung bình. Tương đương với trung bình, nhưng PB, tức là định giá trên giá trị sổ sách, thì lại cao hơn so với trung bình của các cái ngân hàng thương mại cổ phần tốt là khoảng độ 1.35 đến 1.4 lần. Đó, thì vì định giá chung nó cao hơn một chút. Thì nguyên nhân thì có thể giải thích là có thể là do hiệu quả sinh lời trên đồng vốn của VIB rất cao, khiến cho cái PB của nó cao hơn. Thì đấy là có thể là như thế. Và chúng tôi kết luận rằng đối với ngân hàng VIB này thì
cái rủi ro của nó sẽ cao hơn so với những ngân hàng tốt khác. Nhưng đồng thời thì người ta cũng kỳ vọng rằng cái lợi nhuận nó cũng có thể tăng cao hơn so với các cái ngân hàng khác khi đầu tư vào cái cổ phiếu VIB. Và cổ phiếu VIB thì nếu tích sản lâu dài thì nó cũng phù hợp với việc là mua với cái định giá thấp hơn so với trung bình lịch sử của nó. Hoặc là đầu tư theo sóng thì cái cổ phiếu VIB này có cái sự biến động rất mạnh mẽ. Những nhà đầu tư theo sóng vài tháng đến một năm chẳng hạn thì VIB là một cái lựa chọn gần như hoàn hảo, gần như tốt nhất để có thể gia tăng được cái lợi nhuận khi mà họ cần cái sự biến động mạnh của cổ phiếu đó. Và cái rủi ro như đã nói đó là ca sa thì thấp, tỷ lệ nợ xấu cao, dự phòng thấp, khiến cho nếu mà nền kinh tế có xảy ra suy thoái, khủng hoảng xấu bất thường thì VIB là một trong những ngân hàng này thường bị ảnh hưởng mạnh đầu tiên, bởi vì cái bộ đệm dự phòng nợ xấu của nó không quá nhiều. Thì khi đó nếu mà có biến động bất ngờ thì nó sẽ không thể giảm trích lập hoặc là lôi cái tiền ấy ra để nó hoàn nhập đó, thì tức là nó có cái rủi ro cao hơn nhưng kỳ vọng lợi nhuận cao hơn.